Ba Út ơi. Còn lại thăm bà nữa nè. Dạ. Ủa rồi hết bệnh chưa bố? Nó dập bớt dữ lắm rồi. Nó khỏe rồi luôn. Mà con còn rồi. Con như một phần nó mất hết năm rồi đó. Dạ. Rồi anh cứ sợ nếu cô với thầy gì. Như cô đi chợ đây không có nằm nhà thương bảy được. Không thì đấy. Ủa mà không bữa không nằm rồi con cái đợt con con lại thăm bà rồi bà đi nhà thương nữa hả? Cho chú đi rồi cái thì tôi hết bữa cái là tôi không đi đó. Tôi nói không biết rồi chú có đỡ rồi gì không, không đóng cửa hết rồi. Ủa rồi bữa nay bà không có đi cái bệnh cái bú hả? Vô nằm ngoài thì cũng đi nhưng mà đi xe mắc hơn từ xe đét á. Không, còn bữa nay là đâu có đi. Hả? Bữa nay bà đâu không đi phải không? Bữa nay không có đi. Không có đi. Rồi ông thầy. Ông thầy ông nói vô cách bữa đi bữa cũng được bị hạ xuống nó dập rồi đó. Dạ. Xuống giờ nó cũng như nó ra mà nó không có đau nhất bà. Nó bớt bớt không? Bớt. Ông nói vậy cái nó kéo rồi nó khô mặt á. Dạ. Để tôi đi kêu nước. Dạ. Con bữa giờ bị đau họng từ bữa giờ chưa? Chưa hết á hả? Chưa. Được rồi. Có ông yếu, bữa hổm nhà chú biết ông ở xe đét á. Ông đi không được, hai tay ông quéo về như mà ông không biết bà. Dạ. Không biết ai hết trơn. Đừng sợ cái thuốc ngoài của trong nhà thương á. Nó cho mình thì không có tiền á. Dạ. Còn cái chai đó, 500 chai nhỏ thiếu rồi nè. Nó tính mình mua ngoài. Dạ. Đó rồi. Chứ không ăn. Cũng kia bị cái đau bao tử hay gì vậy? Bao tử mà ông bị tim nữa. Giờ thêm tim nữa. Bữa nay thấy ông đỡ đỡ ăn những bữa muỗng cơm mà bữa nay ông đỡ đỡ rồi. Rồi bác sĩ nó phải gì ép ông ăn chứ không ấy để ông kiệt sức á. Ông đi không được mà. Đi mất dẫn. Dạ. Vì đau có cái vú rồi nó ít. Dạ. Yeah. Rồi sáng giờ ông ăn gì chưa? Tôi à? Dạ. Không có ăn cháo. Cháo hả? Ừ, không ăn cơm được. Tôi trắng. Tôi trắng như cá hồng tông cũng khô. À, cá hồng tông. Rồi nay, nhưng mà thấy hôm nay ông hơi khỏe khỏe hơn bữa. Thì đưa không đi nhà thương tới nay rồi. Mà bữa nào cũng đi chích thuốc. Trời chiều này cứ đi là ông tài. À chích tư. Dạ. Chích như bồ dưỡng vậy đó, ông biểu chích chứ không. Chích tư tốn tiền. Tốn tiền xe ôm quá. À, một lần chích là nhiêu? Chích có 50 và xe ôm 30 nữa. Trời ơi. Một lần chích 80 mà một ngày mấy ngày mới chích lần. Dạ mà. Mỗi ngày mỗi chích. Mà chích chừng 4-5 bữa vậy giờ nghỉ. À. Thấy khỏe khỏe là nghỉ không? Mày có cái tiền chứ xài hết chưa bà ấy thuốc hết chưa? Còn chứ đâu có dám cũng à cũng nhà, cũng không đi nhà thương thì rút hết chỉ mấy 2 triệu à. Dạ. Bị cho nhà ổng đó chứ ngày thì tôi đi cứ nhâm rưỡi không. Dạ. Cũng đâu có dám ăn thì ăn tiết kiệm sợ rủ khi ta lâu cho đó để chết à. Không ai cho nữa là tiêu á. Dạ. Nhờ rồi nói nhậu kia okay. Chú cũng có cái thứ chú thiên đi chú cực khổ đi xin dùm nè cái ơn nó tôi không biết nói gì chứ đâu có cho chú tiền mà nói. Dạ là thấy bà cũng một lần đó, nó còn nhúc ông kêu đừng có nó dập rồi đừng có cho ai choi á rồi cái ông xuống dưới ông nói nó thấy ông tha ổ tỉnh bơ à. Dạ. Như chỗ này nó xẹp bớt á. Dạ. Cũng đỡ rồi. Mà mấy ngày mưa thấy không khí nó hơi nhiều bệnh nữa. Dạ. Mà trời ơi, không có hổng tưởng đâu. Tiêu hết rồi, hết chết. Dạ. Riêng bác sĩ chạy rồi. Riêng thuốc này nó kia thế rồi. Bà có thể nghèo nhưng mà nghe thuốc này.
là ở chợ bệnh viện cho ông hay là cho bà? Ổng chơi tôi không có, tôi chỉ vô cho ổng á, ổng cho ổng. Ủa sao ông không kiếm cho ông thầy nào chỉ thử được không bà? Bác sĩ. Chị không ý, chị bằng thuốc nam. Ở nhà thương á. Ý là bệnh của ông là kiếm người chị bằng thuốc nam vậy đó. Rồi, chị cũng biết bao nhiêu thuốc rồi. Mà ông này rơi thuốc nam không được, ông thuốc tăng không được. Nghe bác sĩ đó, ông bị nhiều quá, chết đi. Trời, bác nói cho tôi thương nha, tôi nói gặp chú hôm nay, tôi nói gì xấu. Nếu mà ở trong cửa già, tôi không có ở đây. Nếu mà tôi ở đây thì chú còn tới đâu biết cho chứ. Tôi ở đây cho cháu tụi nó ở đây thì nó đóng cái gì đó. Không cho nó ở đây cũng có nhiều người ăn mà. Chứ đi đâu nữa. Mà đi đâu có ai biết, con cũng không biết, đi đâu luôn. Thôi vậy, nếu mà tôi thường tôi ở đây yếu hết tuổi rồi. Chú 28, tới nữa là 83 rồi. Dạ. Có nước dừa gì sao mà nó không? Dạ, dạ con nghe tại con bệnh của con cũng lâu hết chứ. Em hả? Dạ. Dạ, trời em cũng còn đi. Nữa anh có gì gửi lời thăm cổ nha. Dạ, cảm ơn bà. Hai cô chú thương. Ủa rồi, ngày không có đi ra ngoài, đi đây đi đó cho nó vận động cơ thể cho nó khỏe lên bà. Yếu đi sợ sụn á. Dạ. Chứ nằm một chỗ hoài cũng bệnh lắm á. Cũng đi đây. Nhà trước thì thôi một lần cũng đi lại tới chợ được nha. Dạ. Bây giờ cũng yếu quá. À, bác sĩ ông nói bây giờ ráng hết cho ông ăn đi chứ để ông yếu quá. Chứ phải vận động với ngồi chỗ. Bị tai mốt ăn rồi nó luôn nha. Yếu lắm rồi, con thấy ông yếu vậy. Tôi giờ thì thấy đỡ hơn. Đỡ hơn, nhưng mà cũng yếu lắm. Tôi thì chú ơi, nhà đặt bò, nó ăn lại kia cũng đi bình thường. Dạ. Chứ không hình ai nữa. Cũng một tuổi mà đỡ hơn. Chứ ông là xưa làm việc nhiều, làm nắng nhập á. Lành cho nó, thành á. Dạ trời mừng, cái cừ ở trên rác kêu nó, thầy ơi trời bây giờ sao nó ra ngủ máu quá trời, có sao không? Nó nói như vậy bà bừng à, thấy vậy đó, yeah. Không có sao. Rồi cũng xuống đây lấy thuốc vậy rồi. Mà từ xa đét ở đây xuống dưới 150, mà từ xa đét xuống dưới bây giờ 200. Tiền hả bà? À. Xe ôm á hả? Ôm xe ôm á, từ cửa nhà thương á. Dạ. Yeah. Mình đi xuống trong thuốc. Còn ở đây thì đi hơn 150. Ở đây gần hơn hả? Tôi nói thôi con đi chứ đâu có dám bỏ. Dạ. Yeah. Rồi ở nhà thương đó mình gửi mấy người nằm chung đó. Dạ. Yeah. Rồi vô đó rồi bà sao à, chăm sóc ông được? Ai cũng yếu chưa? Trời cũng được, cũng vậy à. Để đắp băng rồi lại cái giờ thôi cũng đi làm mà lo sao cho ổng thì sao vậy nó. Bình thường. Ý là cũng mua đồ ăn, cơm hay là gì đó. Thì ăn uống, xin cơm trong đó đó, từ thiện ha. Dạ. Ăn tương được thì mua cá, nó kho đó. Dạ. Trời, giờ lớn, ông bà lớn tuổi mà ví dụ đi bệnh viện hay chị gì đó mà không ai theo chăm sóc thì. Nằm đầu tư á chú. Rồi cô chú biết mấy người nằm trong một phòng. Xin cháu trắng cho tôi, còn nước có đâu đâu có, để trước cái bình nước lạnh, mình nước nóng đó, yeah. Thì mình đi xin được, còn cháu kêu ngon người ta đi giùm tôi thôi, yeah. Tôi đâu có đi lên không biết đường,
Đi thăm mấy. Lẽ ông bà phải có con cái để chăm sóc. Trời ơi, ông nó ra nhiều cái nó về đâu được 2 bữa rồi nó cũng đi. À. Để đó. Dạ. Ôi chú ơi, tại mình có gì chăm sóc ổng thôi. Tôi nói ổng cho tôi già trước, tôi nữa tôi nuôi ổng cho chọn. Chứ nếu mà tôi mà trước thôi ổng ăn rồi. Mấy bà ai nhà tôi cũng nói bán 8 ngày tuổi rồi anh nuôi rồi. Mấy bà đi xin đồ dùng mặt, xin cơm, xin cháo đồ dùng. Khi nằm đầu tư mà cháo đồ ăn ở dưới đó. Dạ. Rồi, người ta biết rồi đi thang máy. Người ta đi ta biết đường, còn tôi đi cái sân hội, ở quên phòng đi. Dạ, cũng khổ hả? Cái này cháo kia. Đi bằng cậu. Tôi đi chú nằm đi nằm chắc lắm, đau nằm ngoài lâm bên chị còn đỡ, chị xuống hơn thân đầu quay mà biết rồi ra sợ rét, nó đi sợ rét, chuyển đi sợ rét, thôi tôi thấy vô ở long nằm 2 bữa nó chuyển, nó thấy quá cái nó chuyển. Dạ. Vậy tôi thấy hoàn cảnh tôi thương nhiều, chú đi không rét, chú xin con mấy bà đó, ăn nghỉ, ta cho chứ số cho mình muốn chứ. Dạ. Đó. Chứ giờ là ông bà làm sao có tiền, đâu có làm gì đâu để tiền nữa đâu. Đâu có để gì làm tiền đâu. Con đâu đâu nó cho 1 triệu. Còn bà con ở đây thương để cho nước mắm gạo đồ mình ăn tiền đỡ mua. Dạ. Vậy đó. Mà không giúp chú giúp tới nay tôi đỡ đi lắm, có đỡ đầu. Đó có lo. Nhưng mà với tuy là giúp nhiều nhưng mà cũng xài nó hơi tiết kiệm chứ, tại vì mình không biết là mình được giúp bao lâu nữa. Ủa vậy? Là không ai giúp nữa là coi như là coi như cái bà mà chỉ đó, bà nói là tại giúp vậy đó, cái mà một lần không có tiền. Bây giờ cái mình của bà lo cho hết rồi, còn mình lại có chút đỉnh thân. Chứ có khi người ta đi 1 tháng, 2 tháng ta quay là có, người ta không quay là không có đấy gì. Dạ. Yeah. À, tôi nói đỡ quá à, chú nè, chú đừng nay chú nghỉ. Rồi cái số tiền này có anh Trung với chị Ngọc ở nước ngoài á, cũng gặp bà, thấy bà khổ quá rồi cũng cứ giúp cho bà, rồi gửi cho bà 2 triệu. Rồi bây giờ con sẽ trao lại cho bà 2 triệu, rồi hy vọng là sẽ giúp bà trong cái cuộc sống sắp tới. Dạ, hy vọng là để ăn uống hay là để mua thuốc chữa bệnh cho ông với lại bà nữa. À. Đây con gửi cho bà 2 triệu mà của anh chị. Dạ, nói chuyện cảm ơn con chú nha. Thôi giờ chú Trung với con Ngọc ơi giúp cho tôi 2 triệu vậy tôi nhận được tiền rồi. Tôi cũng hết sức cảm ơn. Vì tôi bệnh tật cái gì đó mà tôi cũng giúp để cho trước là chú Ngọc chú phải sao chú. Dạ. Rồi con hy vọng là cái sự giúp đỡ của anh chị giúp cho bà được vượt qua được cái hoàn cảnh hiện tại cũng sắp tới này nè. Để dành ăn uống với lại phụ tiền đi thuốc men này kia. Đó. Dạ. Thì thôi con phép bà con về luôn. Dạ. Rồi thay mặt ông bà, thay mặt mọi người cảm ơn anh chị đã giúp đỡ cho bà rất là nhiều, nó sẽ giúp cho bà được thêm một quãng đường nữa. Chứ vậy cũng trung dễ nhau gì làm mà có. Dạ. 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 Chú nói chú Trung hả chú? À, anh Trung với chị Ngọc. À. Dạ. Dạ. Chung vô con Ngọc nhiều lắm nha, tôi không biết. Dạ. Còn có hỏi chú á, tại vì tôi quên. Con tên Toàn. Toàn hả? Dạ. Tôi bây giờ bà Út cũng không nói gì, thôi cảm ơn chú Toàn nhiều. Dạ. Lắm nha. Cảm ơn dạ. Của chú á. Dạ. Mà có tiền mà lo trị bệnh thì cũng nhờ chú cũng khổ. Dạ dạ. Không dạ. Biết gì, cảm ơn hoài, không biết gì.
rồi hai con quăng về được thôi. Chào bà con, thì giờ mình đã trao cái số tiền của anh Trung với là chị Ngọc cho bà Út. Thì mình thay mặt ông bà cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị gặp nhiều sức khỏe và may mắn.